không trả xu nào hết, tôi thôi thì đó thôi. Mà bữa là mình phải lại tận cái nơi khi đưa chú đi, gia đình đi, 5 người trong gia đình chết hết, coi là tha thứ hết, cúng thêm. Dùng cái từ quịch cái thì không, có khi nó cũng chưa hẳn là chính xác, nhưng mà người ta chưa trả. Khi người ta làm xong người ta cạn tiền, có chứ, có cái chú gì đó mà giờ tôi hay mới quên tên đó, làm là nguyên một phim luôn. Là sao rồi bị nổ rồi hai vợ chồng, hai đứa con, một người em chết cùng lúc đó. Chú có tên gì đó mình quên, lâu quá cũng 5-7 năm nay quên rồi. Không trả xu nào hết, tôi thôi thì đó thôi. Mà bữa là mình phải lại tận cái nơi khi đưa chú đi, gia đình đi, 5 người trong gia đình chết hết, coi là tha thứ hết, cúng thêm để cho có một cái nhóm ra họ chịu trách nhiệm để lo cái tang gia cho cái chú đó, gia đình đó. Trời ơi, bị rầy hoài à. Mẹ em cha nó bảo, dạ, này con nói là bà đừng có giận con nha, bà đừng có phá giá. Thì đó, ê, đừng nói dùng cái đó, đừng có tự phá giá không đúng nha. Phá giá là nó hơi bị hư hết. Cô thông cảm nha ta. Nhưng ta hỏi bây giờ, cô làm cho con này cô cần bao nhiêu, cô nói cá xê như tụi con chuẩn bị. Cô nói rồi cái này ta mới làm lần đầu, ta không biết nó là bao nhiêu. Thôi tùy tụi con. Cái thứ nhất là lương tâm đi. Đừng để con thiệt mà cũng không nên để cho bà thiệt, vừa phải. Cô hay nói câu đó, rỗng rãi người trả. Mình cũng vui vui, mình cũng thấy cảm thấy. Chứ nếu người ta thoải mái rộng rãi không bao giờ ta hỏi câu đó hết. Thậm chí ta cho hơn nữa. Có bạn bè bình thường thì không còn mấy người đếm trên bàn tay không đủ. Mà được cái phước như Phi Điểu khỏe được, còn làm được việc, các cháu, các em nó còn cần tới mình và nó nhờ mình giúp. Có lẽ cái này phải làm được thì mới làm, chứ không làm được cho nó thêm tiền, cho thêm tiền nó cũng không vui nữa. Thành ra rồi bạn bè thì một số nằm ở tại chỗ, một số thì đi xa. Cỡ tuổi này rồi á, bây giờ thì còn không bao nhiêu bạn bè. Đi hết rồi. Đi hết rồi. Tới cái ông mà thân thích nhất cũng đi rồi. Thôi mình cứ nghĩ là mình còn làm được, ráng một chút làm, để lại cho con cháu cái gì đó. Muốn thì chắc nhiều cái muốn lắm. Tại vì tới cái tuổi này rồi mình cứ nghĩ là giá mà mình trẻ được chục tuổi thôi, phải không? Phải giá mà mình không phải thế này, phải khỏe hơn nữa. Như cách đây 10 năm, 20 năm, lúc mình chưa về hưu á, mà muốn cái đó đâu có được. Nó sai quy luật đi, mà phải đi theo cái quy luật chung thôi. Tự cảm thấy là yếu hơn mọi năm, mệt hơn mọi năm một chút. Thậm chí cái ngủ nghê, nghỉ ngơi, ăn uống cũng ít hơn. Không phải mình muốn mà tự nhiên. Cái đó là tự nhiên, cái sinh hoạt của mình. Nó theo cái tuổi tác, theo thời gian. Rồi nó mòn dần vậy thôi. Nhưng mà gì thì gì cho mình khỏe, đầu óc minh mẫn, còn có thể không làm được nhiều, làm ít. Hồi đó thì 10, bây giờ là 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1 vậy đó. Nếu được vậy thì tốt. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.